Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ năm, ngày 2 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 năm 2014. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản huyện Lệ Thủy 9 tháng đầu năm ước đạt trên 1.400 tấn. Quảng Trạch tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Sáng nay ngày 2 tháng 10, ông Hà Hồng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và bà Lê Khánh Nhung, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy để báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2014 và nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Theo đó, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 dự kiến sẽ diễn ra trong 39 ngày, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào 12 dự án luật khác, và nghe các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015, báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cả báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng chống tham nhũng năm 2014, báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và một số nội dung quan trọng khác của đất nước. Sau khi nghe đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo các nội dung, cử tri huyện Lệ Thủy cũng đã có nhiều ý kiến kiến nghị đề xuất. Cử tri đề nghị nhà nước chính phủ tiếp tục tăng cường hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nông thôn, tăng cường cán bộ cho chính quyền cấp cơ sở, quản lý, xử lý nghiêm các trang báo mạng đưa tin thiếu trung thực, khách quan. Sáng nay, ngày 2 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch những tháng còn lại của năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình tháng 9 và 9 tháng của năm 2014 tiếp tục ổn định, sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Diện tích gieo trồng vụ hè thu toàn tỉnh thực hiện được trên 34.000 ha, trong đó diện tích lúa đạt trên 24.000 ha, năng suất đạt trên 40 tạ một ha, tăng 14% so với năm trước. Đặc biệt, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 450 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất hoa màu tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tình hình chăn nuôi ở các địa phương tốc độ ổn định, dịch bệnh trên gia súc gia cầm được khống chế hiệu quả. Đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa như mô hình gà rây thả phơn, bò bờ sát man trắng nhằm nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Sản xuất lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, diện tích rừng trồng, rừng được chăm sóc tăng cao. Tỉnh Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su nhằm khôi phục và phát triển những diện tích cao su bị gãy đổ do thiên tai. Phát triển thủy sản vẫn tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm đạt gần 42.000 tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ, đạt trên 91% so với kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng đạt trên 8.700 tấn, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Hiện nay, các cấp các ngành và địa phương đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đối với 11 xã đăng ký đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2014 này, đang quyết tâm phấn đấu về đích theo kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 6.300 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Trong đó một số ngành công nghiệp tăng trưởng khá, đó là công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt. 9 tháng đầu năm, hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh. Lượng khách du lịch đến Quảng Bình trong 9 tháng đạt gần 2,6 triệu lượt khách, tăng gần 131% so với cùng kỳ. Doanh thu từ nhà hàng, khách sạn, du lịch 9 tháng đạt gần 1.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cả lĩnh vực tài nguyên môi trường, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, tài chính tín dụng, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao và thông tin truyền thông, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động thương binh và xã hội, công tác nội chính, thanh tra tư pháp cũng được thực hiện theo đúng kế hoạch đạt mục tiêu đề ra.
Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản về đầu tư xây dựng cơ bản. Hội nghị đã phổ biến quán triệt hướng dẫn một số nội dung cơ bản của luật đầu tư công, luật đấu thầu, các nghị định của chính phủ liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản đang có hiệu lực. Thông tư số 09 ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn nghị định số 15 ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thông tư số 13 ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, v.v. Thông qua hội nghị này nhằm giúp cho thủ trưởng các cơ quan đơn vị trường học và lãnh đạo các xã thị trấn nắm vững thêm kiến thức cơ bản về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, phân dùng linh hoạt vào thực tế của địa phương, đơn vị mình, kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng tại địa phương, đơn vị, đúng luật, đạt hiệu quả cao. Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện Lệ Thủy vừa tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cùng an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu năm 2014 của thị trấn Kiến Giang và xã Hoa Thủy. Qua kiểm tra các nội dung xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đời sống văn hóa kinh tế, chính sách hậu phương quân đội và hệ thống sổ sách, kế hoạch, quy chế hoạt động của các ban xây dựng cơ sở xã thị trấn, 100% cơ sở đạt tiêu chuẩn giỏi. Tại những nơi điểm kiểm tra, đoàn đã lưu ý các xã thị trấn cần tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với cơ sở mình, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tại những biểu hiện hình thức, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi thành viên trong ban xây dựng cơ sở xã thị trấn để thực hiện có hiệu quả thị trấn lòng dân, gắn với nền quốc phòng toàn dân. Ngày 1 tháng 10, Hội đồng đội thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015. Bám sát chủ đề của năm học mới là măng non đất nước, tiếp bước cha anh, làm mình việc tốt, xứng chào Bác Hồ. Hội đồng đội thành phố sẽ tập trung triển khai nghị quyết đại hội đoàn cả cấp và đẩy mạnh phong trào nghìn việc tốt đến 40 lên đội trường học trong toàn thành phố. Phấn đấu 100% lên đội tổ chức tổ các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật cho đội viên thiếu nhi và thực hiện có hiệu quả năm chương trình trọng tâm công tác đội. Được biết, năm học vừa qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố Đồng Hới có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt các mục tiêu yêu cầu đề ra. Tiêu biểu là việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động thiếu nhi Đồng Hới thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy và các hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống, rèn đức luyện tài. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản huyện Lệ Thủy 9 tháng đầu năm ước đạt trên 1.400 tấn. Quảng Trạch tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Tận dụng thế mạnh của địa phương, người dân huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh việc nuôi trồng, khai thác và đánh bắt thủy hải sản, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Thời gian qua, bà con nông dân huyện Lệ Thủy đã chủ trọng việc nuôi trồng thủy sản, trong đó tập trung vào các dòng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn huyện Lệ Thủy đạt trên 1.500 ha, trong đó diện tích nuôi cá ao hồ là 500 ha, cá lụa gần 1.000 ha, nuôi tôm trên cát 46 ha,
như áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng nên sản lượng khai thác ngày càng cao. Trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của toàn huyện ước đạt trên 1.400 tấn. Trong đó, sản lượng cá ao hồ đạt 810 tấn, cá lúa 597 tấn và sản lượng nuôi tôm ước đạt 414 tấn, tăng 114 tấn so với cùng kỳ. Thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những năm gần đây, xã Tiền Hóa, huyện Tuyên Hóa đã khuyến khích các hộ cá thể mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, góp phần tăng thu nhập. Tiền Hóa là địa phương có nhiều thuận lợi trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Vì vậy, xã đã có những chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho cả hộ cá thể mở cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ như bố trí mặt bằng, tiếp cận thị trường, lao động tại địa phương. Đến nay, toàn xã có 23 cơ sở mộc dân dụng và cơ sở gỗ, 22 cơ sở may mặc, 23 cơ sở sản xuất lương thực. Và nhiều ngành nghề được phát triển như bún bánh, diệt mổ gia súc, vân vân. Hàng năm, cả lĩnh vực này có mức tăng trưởng khá. Từ nguồn thu này đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người của xã Tiền Hóa trong năm 2013 lên mức trên 12 triệu đồng một người một năm. Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi của địa phương, thời gian qua, nông dân xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi nhằm đẩy mạnh phát triển số lượng và chất lượng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Trong thời gian qua, công tác phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn xã được duy trì ổn định, tỷ lệ bò lai và lợn nái ngoài tăng khá. Nhờ chủ trương đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và làm tổ công tác phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh môi trường, nên hàng năm đàn gia súc gia cầm phát triển tốt. Tổng thu nhập từ chăn nuôi từ đầu năm đến nay đạt gần 5 tỷ đồng. Chính quyền địa phương cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo chăn nuôi lợn và bê nghé bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, đồng thời hỗ trợ giá giống lợn và trâu bò để khôi phục sản xuất cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão năm 2013 gây ra. Trong đó có 7 hộ được hỗ trợ với số tiền gần 17 triệu đồng. Nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm xâm nhập và phát sinh vào địa bàn, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ quyết liệt để ngăn chặn virus cúm AH5N6 lây lan, góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân và phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Quảng Trạch là địa phương giáp ranh với huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi phát hiện đàn vịt dương tính với virus cúm AH5N6. Do vậy, nguy cơ lây lan, phát tán virus và bùng phát dịch là rất cao, đặc biệt là tại các xã giáp ranh và nằm ven quốc lộ 1. Tuy nhiên, nhờ làm tổ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, nên tính đến cuối tháng 9, địa bàn Quảng Trạch chưa phát hiện virus AH5N6 trên đàn gia cầm. Cứ một năm là phòng dịch là H5 2015 và coi như là phòng mỗi lần nó coi như là thay đổi thời tiết là đều là phun thuốc khử trùng đầy đủ. Thứ hai là cái vịt gà đồ thì tôi cũng là coi như phòng liên tục, tức là mình mua thuốc về phòng tại nhà tại trại mình, vệ sinh là lúc nào cũng hoàn thành và đảm bảo theo cái sự chỉ đạo của xã và cái thú y của xã. Hiện nay, tổng đàn gia cầm của huyện Quảng Trạch có hơn 280.000 con. Theo kế hoạch tiêm phòng vaccine đợt 2 của năm 2014, huyện Quảng Trạch sẽ tiêm hơn 90.000 liều vaccine cho đàn gia cầm trên địa bàn. Tính đến giữa tháng 9, toàn huyện đã tiêm được hơn 14.000 liều và hiện nay cả địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Thì hiện nay là các địa phương cũng đang tiến hành là triển khai tiêm phòng và là nhận cái thuốc về để phun tiêu độc khử trùng ở các cái điểm mà có gia cầm tập trung, các cái gia trại trang trại, và cũng đang còn là kiện toàn cái ban phòng chống dịch bệnh của xã, và là cũng tiến hành là giao cho trưởng ban thú y là nhận vaccine về và tiến hành là tiêm phòng khẩn cấp cái đợt 2 nhằm là đạt cái hiệu quả để ngăn chặn cái dịch bệnh tối ưu nhất. Đến nay là cái ý thức của người dân cũng đã được nâng cao qua việc là người dân đã tự giác là báo cáo với cái thú y xã để nhận cái thuốc tiêu độc khử trùng và là đang còn là cũng đăng ký về cái việc là tiêm phòng. Để làm tốt hơn công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia cầm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Trạm thú y huyện tổ chức tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của cúm AH5N6 và các biện pháp phòng chống. Bên cạnh đó, Trạm thú y huyện cũng tiến hành lập kế hoạch và phân bổ 1.300 lít hóa chất khử trùng Bencoxit về các xã để thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, ngăn chặn và hạn chế dịch bệnh lây lan. Hiện nay thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa làm giảm sức đề kháng của đàn gia cầm.
Vì vậy, trong thời gian tới, cả người chăn nuôi, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để phòng chống virus cúm gia cầm A/H5N6, nhằm hạn chế khả năng dịch bệnh xâm nhập phát sinh, ổn định và phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa vào chiều nay ngày 2 tháng 10, khu vực miền núi mới thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ 23-35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ 24-34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ 24-33 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.